tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Vàng trong nước được cập nhật vào lúc 18:30 ngày 9 tháng 7 năm 2021 như sau. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,62 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,85 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,35 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,83 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,33 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNG được niêm yết với giá là 56,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,55 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,91 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,28 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,55 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2021 neo gần đỉnh 3 tuần. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay và neo gần đỉnh 3 tuần nhờ đồng USD tiếp tục suy yếu. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.803 USD trên 1 ounce và giá vàng giao tháng 8 cũng tăng 0,23% lên 1.804 USD trên 1 ounce. Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch vào ngày thứ Năm vì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trở lại, trong khi thị trường phố Wall cũng lấy lại phần nào mức giảm. Tuy nhiên, đồng USD suy yếu là lo ngại về sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ đã giúp vàng neo ở đỉnh cao gần 3 tuần. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,01% xuống còn 92,36 điểm. Đồng USD suy yếu giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Đầu phiên giao dịch, giá vàng có thời điểm lên cao nhất kể từ ngày 17 tháng 6 là 1.818 USD trên 1 ounce, nhờ chỉ số USD giảm 0,3% và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 tháng. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Tuy nhiên, từ đó, lãi suất đã tăng cao hơn và thị trường chứng khoán lấy lại phần nào mức giảm, đã ảnh hưởng đến giá vàng. Mặc dù vậy, vàng vẫn được hỗ trợ như là một tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là trước những lo ngại về sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ và sự lây lan của biến thể Delta. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã tăng nhẹ trong tuần trước lên 373.000, cao hơn mức dự báo là 350.000 đơn trong một cuộc thăm dò. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao tại OIA cho biết, kết quả kinh tế gần đây cho thấy cần phải đạt được tiến bộ đáng kể để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất và điều đó đang hỗ trợ cho vàng. Biên bản cuộc họp trong 2 ngày 15-16 tháng 6 của Fed cho thấy nhiều người tham gia nhận thấy các điều kiện để thu hẹp chương trình mua tài sản của Ngân hàng Trung ương sẽ đáp ứng sớm hơn một chút so với dự đoán của họ. Việc bất ngờ về lập trường bảo thủ của Fed trong tháng 6 đã khiến vàng giảm hơn 7%. Trên các thị trường kim loại khác, giá bạch kim giảm 0,8% xuống còn 1.076,7 USD trên 1 ounce. Giá palladium giảm 1,6 xuống còn 2.807 USD trên 1 ounce. Goldbatsack dự đoán nhu cầu bạch kim sẽ tăng khi nhu cầu thay thế cho palladium và vai trò của bạch kim sẽ là vai trò trong nền kinh tế hero ít hơn. Giá bạc giảm xuống 0,8% còn 25,92 USD trên 1 ounce. Dự báo giá vàng vào ngày 10 tháng 7 có thể tiếp tục đa tăng khi đồng USD và lãi suất đồng thời giảm. Ngày hôm nay ghi nhận mức tăng vào khoảng 50 đến 150.000 đồng trên một lượng vào cuối phiên. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng khi đồng USD và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người đầu tư. Và điều này có thể hỗ trợ cho giá vàng trong nước tiếp tục tăng vào ngày mai.
Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.